Hôm nay chúng ta chiến tới sạc các bạn ha. Đây, sạc. Cái kho bãi của mình đây. Mình giới thiệu sơ qua vài cái thôi, còn chúng ta chính là mổ xẻ sạc các bạn ha. Đây. Mổ xẻ sạc. Đây, sửa đây. Rồi mình sẽ giới thiệu các bạn sơ qua. Đây, ví dụ đi. Ví dụ cái này nó bị đứt dây như thế này các bạn ha, thì chúng ta có thể cắt, chúng ta đấu lại thôi. Mát và dương. Mấy cái đơn giản này nó dễ không nói luôn ha. Giờ qua đi, giờ là mình đi thẳng vào vấn đề ha. Rồi hôm nay là mình sửa cái cục sạc này. Rồi. Sửa cục sạc này. Rồi, còn mấy cái này lát mình giới thiệu ở cuối video. Tại trước video trước mình đã có giới thiệu sơ qua rồi, mình không có giới thiệu nữa. Đây, cái bộ này mình giới thiệu cuối video. Bây giờ mình đi vô sạc các bạn nha. Đây, sửa thôi. Bây giờ để sửa được sạc này chúng ta phải bổ, mổ xẻ đúng nghĩa các bạn nha. Đây, bạn nào khéo á thì chúng ta tách theo cái đường rãnh này nè, thì nó bật lên luôn. Đó là những cái bạn mà khéo tay ha, thì chúng ta nhìn nó y như mới luôn khi chúng ta hàn lại. Còn tùy loại nó cứng quá thì bắt buộc chúng ta phải gõ cái góc cho nó tét các bạn nha. Tất nhiên là sửa rồi thì nó sẽ không có đẹp 100% như mới được, tương đối 70-80% luôn các bạn ha, tùy theo cái tay nghề của chúng ta. Mình không dám chắc là mình sẽ sửa cục này tiếp theo là nó sẽ đẹp, mà tạm thời là hy vọng đó bạn. Đấy, các bạn kiếm một cây dao cái gì nhọn nhọn đó ha. Đấy, chúng ta gõ tét theo cái đường rãnh. Còn một lát nữa mình mở ra rồi chúng ta coi trong nó đứt như thế nào, chúng ta đấu nối lại các bạn ha. Chủ yếu là các bạn tách được cái cục sạc thôi là các bạn là hầu như là được 50-60% là thành công rồi đó. Còn lại là mấy chục trăm là chúng ta phải có cái linh kiện để thay các bạn ha. Hoặc là những cái mà nó cháy nổ này kia thì chúng ta kiếm những cái cục sạc khác thay mấy cái tụ lọc nguồn nó phì này kia đó. Hoặc là mấy cái dây nó đứt. Này. Ui dạ. Các bạn thấy không? Đó, ngóc đó, xém xịt máu rồi, mai là cái dao cùi. Này cũng nguy hiểm các bạn nha. Làm nghề này là điện giật với lại máu đổ là dễ lắm. Tắt sâu hơn các bạn nha. Cách nào mà các bạn thấy nó sập xuống á, nó chưa có sụp lên, sụp xuống là chưa được, khả năng là sẽ xấu các bạn nha, chấp nhận thôi. Khi mà chúng ta thấy nó hơi rộng rộng rồi ha, hơi sâu xuống rồi ha, hơi lún xuống đó. Rồi bắt đầu chúng ta tắt ngay cái rãnh các bạn nha. Tắt ngay cái rãnh này nè. Nó cần gần cái rãnh đó bạn. Đấy, bây giờ nhét vô rồi các bạn ha, nhét cái đầu dao vô nè ha. Đấy. Ở đây nè cả. Cẩn thận các bạn nha. Đấy, lắc luôn. Rồi. Ok.
tái tác bên đây thôi bạn. Cái này nó dán dán nó dán keo cứng lắm các bạn nha, chứ không phải nó là cái lờ dạng mà tắt lớp tắt cái ngàm giống như mấy cái đồ như bàn phím này kia của laptop hoặc là mấy cái nắp thôi. Nó không có đơn giản gì đâu đó. Chấp nhận là xấu rồi các bạn ha. Ok, có đèn là cái này giống như là mũ để cho nó dạ quang đèn lên mặt các bạn ha. Rồi tiếp theo chúng ta mở cái lớp kế bên trong đây. Cái thằng này nó bị gãy khúc ngay đây các bạn nha, sạc nó không có vô. Đấy, giờ chúng ta dỡ lên như thế này rồi này để qua bên. Cái này thì nó quấn lại các bạn ha. Ở đây nó có ngàm nè, nó có ngàm bám vào nè, chúng ta dỡ mấy cái ngàm này lên nha. Đấy. Thường mấy sạc zin nó làm chu đáo lắm các bạn nha. Sạc lô nó làm hơi gớm mà. Sạc đó với kỹ thuật mình bán giá nó khác, còn đối với khách lẻ thì tất nhiên khách lẻ thì mình bán giá thị trường rồi. Khách lẻ thì sạc thường giống như vậy á thì bán 250, còn sạc zin thì 300.000 các bạn ha. Sạc zin là sạc cũ mà bán lại mắc hơn. Sạc zin nó có những cái ưu điểm riêng các bạn ha. Đây này các bạn thấy không, mấy con tụ rồi nè. Và nhìn vô cái sạc pin nó làm thiết kế nhìn là thấy nó săn chắc, mạch miết rồi này kia, nó nhìn thấy nó đầu tư kiên cố kỹ lưỡng các bạn nha, nhìn là thấy thích liền. Còn mấy sạc lô nhìn thấy có mấy linh kiện nó xài tạm bợ lắm rồi. Mình rõ cái dưới luôn đi. Cái này nó hàn vô đây rồi các bạn nha, nó hàn hai đầu vô đây à. Nó không ấy đó đâu, quan trọng là mình tháo dây ở đây, mình cắt bỏ, mình đấu dây vô thêm thôi các bạn nha. Rồi giờ chúng ta qua cái phần cái dây các bạn ha, đổi dây thôi. Rồi bây giờ chúng ta hàn chì lấy cái đầu dây ra các bạn ha. Đây ta hàn lấy hai cái đầu dây này ra để chúng ta nối, chúng ta đo mà đồng hồ để đi lát xài. Đây, bây giờ tiến hành hàng chì chấm miếng mỡ nè. Rồi rút chì ra các bạn nha, rút dây nè, một ngón đè ở đây, một ngón cả hai mấy ngón còn lại chúng ta kẹp, chúng ta rút xuống, dịch xuống các bạn ha. Còn thì nó để riêng lát, có gì chúng ta hàn lại các bạn ha. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo chúng ta đo cho nó thông mạch, đo ôm các bạn nha, hay là đo âm thanh cũng được để cho nó kêu, rồi đi ót âm thanh nè. Các bạn nghe ha,
Rồi ok, kêu kêu là ok. Rồi bây giờ chúng ta biết, chúng ta đo map là vô thành nè. Rồi cái đầu dây kia còn lại, dây đen là map. Đó. Đây là map nè. Rồi đầu dây còn lại là không thông các bạn ha. Nó không kêu là không thông. Không thông. Rồi bây giờ chúng ta cắt bỏ các bạn nha. Cắt bỏ cái phần xa xa trên này ra. Chúng ta đo thử coi. Rồi, bây giờ cắt bỏ đi các bạn ha. Cắt bỏ cái đầu để chúng ta đấu và đo. Đo rồi đấu. Cắt ngang đại đi các bạn nha. Rồi. Rồi dùng một cái kìm, nếu các bạn có thì gái, còn không chúng ta tước dây cũng được ha. Rồi, tước tầm ngắn ngắn thôi, tầm ở chừng một phân thôi. Rồi, chúng ta tước dây ra. Đấy, nó có dây mát nè. Chắc hơi dài dài xíu nữa các bạn. Dài dài dự trù đi. Rồi. Đấy. Nếu mà dây này nó dài quá, nó dày quá, các bạn có thể cắt dây mát bớt một nửa nha, bỏ một nửa dây mát. Nếu mà các bạn hàng vô nó đội á, hoặc là các bạn chèn ống ren quấn co, ống ren co á, ống ren co nhiệt á, nó đội thì chúng ta cắt dây mát bớt một nửa, bỏ mát là nó cũng không có quan trọng lắm đâu. Cái sạc mà công suất cao á, thì người ta để dây mát nó nhiều, nó dày, nó bự. Còn mấy cái sạc mà công suất thấp á, nó dừng dưới 4A các bạn ha, 3,4A. Nói chung là dưới 4A thì chúng ta dây mát nó nhỏ là được rồi. Rồi giờ chúng ta đo thông các bạn nha. Rồi giờ có mát, có nguồn nè. Mát đây, mát vô mát đây. Ok, đấy các bạn thấy không? Nè, dập. Không mát các bạn ha, rồi cho nguồn. Nguồn thông nguồn. Nếu mà hai này thông nhau nữa là đấu vô cái bật đó là ok, lụm tiền. Sữa thì 70%, tùy nơi các bạn ăn ha. 100, 120, nói chung là đừng có bằng phân nửa của cái giá cục sạc là được. Đối với mấy cái trường hợp mà cái lỗ nó sâu quá thì các bạn dùng cây kim nha. Đợi mình xíu mình lấy cây kim coi nè. Đây, đó các bạn dùng cây kim như thế này nè. Rồi chúng ta bỏ vô cái que đấy, chúng ta đè như thế này rất là ok, rất là chắc nè. Đấy, để vô đây. Còn đầu kia còn lại chúng ta chập vô. Vậy thôi. Vậy thôi các bạn ha. Đây, cho các bạn nghe nha. Ok. Là ok các bạn ha. Nè muốn biết nó thông mát với nguồn không, người ta đặt gì mát với nguồn nó lên mê, lên kilo bài kilo ohm với mega ohm là ok. Là hai đó nó không thông nhau, nó không có chạm. Rồi ok, giờ người ta đâu nấu các bạn nha. Lẹ nấu thôi nào đấu vào. À quên, trước khi nói đấu thì mình phải làm cái thao tác mình trẻ cái này làm đôi, là người ta nó đẹp y như cái này đấy. Trẻ các bạn nha, tắt đây nè, mổ bụng mổ xẻ nè các bạn ha. Bắt đầu mổ xẻ à. Chúng ta chơi cái trò mổ xẻ coi. Mổ này cũng cẩn thận các bạn nha, để ngón tay chúng ta để lành đạch là nó xịt vô tay là lụm gạo liền. Các bạn tập mổ cái này các bạn có kinh nghiệm đó. Tôi có kinh nghiệm làm cá đó.
mỗi khi nào mà cảm thấy nó lúng xuống các bạn nha, nó thụng xuống ra là ok, là nó xuống cái lớp dưới đấy, thụng nó sẽ tét ra các bạn ha. Cái phần dưới thì chứ sao mà chúng ta cũng bỏ rồi, nó thành ra cứ mổ thẳng tay đi, quên cái phần đầu nữa. Giữa mà phần đầu để sao lấy. Các bạn bỏ luôn cái sợi dây dưới ha, không cần phải lấy các bạn nha. Cái đầu đó cũng hơi rộng rồi. Nên thành ra chúng ta mổ mạnh tay xíu. Tại vì phần dây dưới là chúng ta bỏ rồi. Còn nương tay nó nè, cái gì nó chưa có đứt hết nè. Cứng các bạn nha, cái đầu này khá là cứng các bạn ha. Wow, cứng gì mà cứng thế. Nãy luôn coi. Rồi, ở dưới đít gịch ngược lên các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta lấy đấu cái dâu dây kia vô thôi. Wow, cái phần giữa ốp này thì nó sẽ ok nè. Để chúng ta cho cái phần này nó phải rộng hơn nữa các bạn ạ. Nó dài chắc cũng hơi bị dài đó nha. Rồi đây, đây. Mát nguồn rồi này, vô trước nè, đấy này vô sau nè, bạn thấy không? Vả rồi nha, cục này nó cứng quá. Đấy, nhét vô giống như nhét bánh mì xúc xích vô bánh mì vậy mà ha. Đấy, ok, bóp lại thử ra được không ạ? Dịch xuống rồi mà ha. Nè, mình mạnh thêm nữa coi nè. Cẩn thận coi chừng nó cái dây nguồn nó lỗi, nó hở cái nó chạm mát các bạn nha. Có vẻ như là cái dây trên là nhỏ hơn hay sao ta, hay là phải cái ống cái lỗi nó bự. Bóp lại chưa được các bạn ơi. Mạnh mạnh thì chắc cũng khít á. Cái này ấy mạnh mạnh lại nè, khít nè các bạn ha. Mình bóp hò lại ha. Bóp hò mà thấy khít khít là ok các bạn nha. Rồi bây giờ
Bây giờ làm sao? Bây giờ là đấu thôi. Đấy, nguồn map. Chết rồi, hồi nãy quên coi các bạn ha. Đây, ground với bao. Bây giờ chúng ta coi, chúng ta biết phân biệt nguồn map các bạn nha. Đây. GN ground D nè, ground D là của map nè. VL là nguồn nè, đấy. Này nguồn là cái dây giữa, dây màu trắng. Mát là dây còn lại. Ok. Rồi, đấu vô thôi các bạn ha. Rồi trước khi ấy thì chúng ta chích keo cái này đi các bạn nha. Keo này cái đi. Nếu các bạn chắc chắn thì chích nha. Còn nếu mình chưa chắc chắn thì chúng ta hàng vô rồi chúng ta hãy chích các bạn ha. Để chích rồi cái nó sai, nó lệch rồi chúng ta cắt ra mất công nữa. Các bạn để đứng như thế này nha, là keo nó tự chảy xuống đó. Ở trên nó chảy xuống là ok. Rồi giờ chúng ta hàng lại thôi, bóp lại thôi. Lốp xét xét để nó ăn vô cái khớp, cái rãnh của cái kia các bạn nha. Để rộng quá nó hơi chặt, cái mình khó gài cái nắp của hai cái lại với nhau đó. Rồi để chắc ăn á, chúng ta lấy cái thử cái nắp luôn nè. Chắc ăn lấy thử cái nắp nè ha. Đấy, đặt vô cái ngèm của nó nè. Đó, bạn đặt vô, bạn ốp lại coi nó đội cấn gì không nha. Đó là thử trước ha, để mất công làm cho đã rồi cái nó tới hồi cái gáp vô nó có cấn một cục cái là không hay các bạn ha. Đó, ok, đẹp ha, tương đối rồi. Gáp thôi, hèn gáp các bạn ơi. Rồi bây giờ Rồi đây. Rồi để cho này nó không có bị thưa đầu, dễ đưa vào thì các bạn chấm miếng hèn, chấm miếng mỡ. Chấm miếng chì hèn, chấm miếng mỡ cái đầu cho em đó. Tút lời vẽ đẹp trai cho em nó. Rồi, VL là ở dưới, rau là ở trên. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Mình gài cái ống sắt lại đi. Lên thôi bạn ha. Để mình chấm thêm gì nè. Cái dây mát nó không có ngay các bạn. Cái dây mát này nó không được ok cho lắm. Rồi, để mình rút dây mát bớt, mình đưa dây mát vô. Các bạn lấy cái que,
dây mát ấy trước các bạn nha, dây mát đây vô trước đi cho dễ, ở ngoài chúng ta dễ làm hơn, cho mát nó vô trước đi. Kỹ năng hàng của mình thì nó còn kém các bạn ha. Rồi ngắt vô nè, đấy. Rồi bây giờ nguồn ok, giờ bây giờ đo cái nữa các bạn nha, để chắc ăn á chúng ta đo cái nữa coi hai này nó thông hay không, hiện vô rồi để mất công gắn điện vô cái nó chụp cái bụp cái là u oh my god luôn các bạn ha. Rồi rồi bây giờ đo cái nữa nè, hai này có thông không, đụng coi. Ok, hai cái đầu nhau chạm nè. Kilo ohm ok các bạn nha. Rồi để muốn biết chính xác nữa các bạn đo thêm cái nữa, cái đầu luôn ha, từ cái thằng đầu với cái thằng đít đấy. Cái này là mình chỉ cách là rất là chi tiết các bạn nha. À, thông mát nè, coi qua nguồn thông không. Sao bữa nay nó có kêu ra, nếu mà nguồn thông là nguy hiểm các bạn nha. Đầu này đầu mát tự trì thông nè, đó chúng ta đo những cái mặt xung quanh để coi biết nào nó có dính đó, rồi chúng ta hàng ra đừng có để cho nó chạm mấy thằng mạch kế bên đó, xung quanh nó là chạm hết các bạn ha, có thằng này là không chạm thôi, chạm với mát các bạn nha. Cái hôm qua mình nói là chạm mà chạm với nhau mà mình nói mấy thằng đó là thông với mát á. Rồi ok, nguồn là tạm thời trước mắt là ok, bây giờ chúng ta đo thử cái bên trong cái nữa. Đây là mình đo rất là kỹ rồi các bạn nha. À, đây nè, đấy đấy ok, nó không có trong đó là nguồn, nguồn thì nó không với nguồn mà nó không mát là ok. Mát thì tất nhiên nó phải mát, nó phải thông với mát, mát mà thông với nguồn nó không được các bạn ha. Còn bị gì ta, cái đồng hồ này nó hơi dở các bạn ha, nó giống như là nó chạy mà nó chạy không kịp các bạn đó. Mình đo qua đây cái nó nãy nó có kêu nè, à, kêu cái nãy đo qua liền cái giống như nó chạm. Rồi chắc là không chạm rồi ha, ok. Rồi giờ gáp vô thôi bạn nha. Rồi vậy là xong rồi đó. Gáp cái miệng. Rồi giờ qua bên này thôi bạn nha. Rồi ok. Ai quên nữa. Sạc pin các bạn ơi. Rồi. Giờ ráp vô thôi các bạn nha. Ráp vô dễ rồi các bạn ha, ta tháo ra sao ráp gì vậy thôi.
Có cái phần không quan trọng là chúng ta chích keo thôi ha, chích sao khéo khéo đừng cho nó chảy tùm lum các bạn. Đấy. Thì khi mà chúng ta sửa một mấy cái sạc á, mà nó bị phì tụ này nè các bạn ha, thì chúng ta kiếm cái tụ thay, cái chỉ số microvera ở trên cái tụ á, thì chúng ta kiếm cái tụ bằng hoặc là cao hơn chúng ta thay thì nó ổn định các bạn ha. Đừng có kiếm mà cái chỉ số microvera nó nhỏ thì chúng ta xài nó lọc nguồn không có ổn, nó mau hư các bạn nha. Rồi xét rồi chúng ta bóp vô thôi. Rồi, ok là xong cái phần vỏ, phần còn lại là cái phần ngoài cùng này, tùy các bạn muốn vệ sinh chúng ta lấy ít xăng chúng ta vệ sinh cho nó đẹp lại xíu bạn ha. Tùy các bạn muốn làm kỹ gì các bạn làm luôn này. Đấy, dây ban đầu các bạn nha, hồi nãy quay nóng quá cái máy nó tự tắt luôn rồi. Quay lâu các bạn ha. Rồi bóp vô rồi các bạn nha, cái ngàm đồ khít luôn, ok chích keo thôi vậy là rồi, xong các bạn nha. Rồi, đâu có gì nữa đâu, thế là chích keo thôi. Bóp từng cái cũng được các bạn ha, bóp từng bên cũng được. Rồi bóp sát như thế này rồi chúng ta thổi. Rồi xong bên nào kích bên nào rồi chúng ta làm tiếp tục bên còn lại thôi. Rồi các bạn nhé, đâu có gì nữa đâu, vậy là coi như là xong rồi đó. Chúng ta test nữa là rồi. Cái lần ngang ở trên này nữa, cái lần đầu mà chúng ta lỡ khui rồi cái lần sau chúng ta tắt nó dễ lắm các bạn nha. Cái kẻ này các bạn khỏi còn cần khui đâu. Rồi chúng ta có cái máy đánh bóng, là đánh bóng lại mấy cái viền cái là ok. Rồi, nhìn nó như mới các bạn ha. Cái phần đít này thường nó khá là đẹp, chúng ta khỏi cần ấy cũng được các bạn ha. Rồi ok các bạn nha. Rồi, các bạn muốn chỉnh chu lại cái này thì chúng ta bóp sát mạnh vào ha. Đây có thể là lấy chụp kịp chúng ta bóp cho nó ốp lại. Các bạn có thể lấy cái kìm bóp cho nó ốp lại, rồi chúng ta lấy keo chúng ta chích vào ha, để nó không cần quá phải đẹp thì ta cũng không nhất thiết phải làm các bạn nhé. Mình chích một cái đi, tại vì cái đồ mà bung sữa ra rồi thì nó bắt buộc nó phải có xấu hơn ban đầu rồi vậy ha. Xem đồng hồ đo nha. Đấy, đây đồng hồ đo nè. Map nè.
Dương nè, 19 volt có các bạn nha. Ok, như là xong. Để cái loại mà sạc mà có sạc kim, có kim thì nó khác nữa các bạn nha. Cái đường kim tần số nó sẽ khác. Chúng ta nói chung là tương tự vậy thôi. Các bạn cứ làm thấy nào nó không ổn thì chỉnh tới chỉnh luôn có nhiêu đó, quan trọng là nó hư cái bên trong các bạn ha. Hư mấy linh kiện mặt này kia. Giới thiệu với các bạn là cái bộ sạc của thầy mình chế luôn nha. Đây. Đây là sạc 24V. Thì cái nguyên lý hoạt động của nó là cắt cái nguồn vô. Đấy. Đây các bạn ha. Đây. Nó sẽ hiển thị đèn cắp cái nguồn vô. Cái sạc này là dùng cho máy đeo ha, đeo các bạn nha, đeo nè, đeo kim và HB kim đấy. Nhầm ta phải không, đeo sạc đeo các bạn nha, sạc đeo đầu lớn và sạc đeo đầu nhỏ đấy. Còn HB cái cục HB mình để đâu rồi? Rồi chia sẻ với các bạn thêm là chúng ta độ dây nữa ha. Đấy, độ dây của cái máy cấp nguồn đấy. Đấy. Cái máy cấp nguồn thường cái đầu của nó là Asus, Lenovo, Toshiba, Gateway, gà quay gì đó. Đó, mình chế mình đưa ra một cái dây nguồn là cái của thằng Acer. Acer các bạn ha, với cái thằng đầu kim này nữa nè. Đấy, mấy thằng đầu mà hiếm á, chúng ta chế ra dùng cái đầu thông dụng là của thằng Asus, Lenovo, Toshiba, Gateway thì các bạn nha. Còn những cái thằng nào đầu nó đặc biệt quá thì chúng ta chế ra như vậy, chúng ta câu ra. Chắc thì cái bộ mà nguồn giống như mình đang xài cái bộ máy cấp nguồn mình đang xài, những cái đầu này nó có những cái nó chuẩn, có cái không, cái những cái nó không chuẩn như những cái đầu kim các bạn nha. Đeo nè, đeo HB nè, đó những cái đầu kim đó là chúng ta nên xài riêng của cái dây cấp nguồn của nó, cái dây nguồn của nó chứ không có xài bộ máy cấp nguồn. Có những cái thì nó kích không lên các bạn ha, nó cấp nguồn vô nhưng mà nó không có sạc, cái dòng nó không ăn sạc, nó khác làm cho chúng ta sửa thì nó khó khăn hơn. Thành ra các bạn nên chế cái đầu riêng như mình nha. Rồi cũng khá là chi tiết, khá là đầy đủ rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.